Hân hạnh giới thiệu bộ phim Bao Thanh Thiên do Trung Quốc sản xuất. Bạch Long Câu. Đạo diễn Lưu Lập Lập, Lý Bảo Năng. Giám chế Lâm Sơn Hà, Mã Tú Nga. Biên kịch Kim Siêu Quần. Với các diễn viên Kim Siêu Quần trong vai Mao Chẩn, Hà Gia Kính trong vai Triển Chiêu, Phạm Hồng Hiên trong vai Công Tôn Sách, Cao Tĩnh Nam trong vai Trương Long, Quan Lễ Kiệt trong vai Thẩm Nhượng, Đinh Tiểu Long trong vai Dương Triều, Phú Hoàng Giai trong vai Mã Hán, Khương Hoa trong vai Tiểu Điệp, Cảnh Nam trong vai Lục Châu, Từ Minh trong vai Lý Toàn, Đàm Chiến Sương trong vai Vũ Tiến, Long Đức trong vai Dương Bưu, Dương Tuấn trong vai Tôn Cường, Cao Chiến trong vai Âu Dương Xuân, Trương Nhân Kiều trong vai Dương Báo, Ngô Hải Nhược trong vai Triệu Hổ và một số diễn viên khác. Bạch Long, đừng trách ta tặng ngươi cho người khác, nhưng chủ nhân mới của ngươi sẽ thương ngươi như ta. Ngươi đừng lo lắng. Tướng quân, Bạch Long là con ngựa đầu tiên tướng quân sở hữu, cũng là con ngựa tướng quân yêu thích nhất. Sao tướng quân nỡ tặng nó cho Triển Chiêu? Trong đời của ta, ngoài những con ngựa quý này ra, Tiểu Điệp là người ta quan tâm nhất. Triển Chiêu đã cứu mạng mũi ấy, lại cho mũi ấy có nơi nương tựa. Đừng nói là một con Bạch Long, cho dù ta phải bỏ ra nhiều hơn cũng xứng đáng mà. Nếu như... Nếu như thế nào? Nếu mau. Nếu như một ngày nào đó phải hắn đến điều tra tướng quân thì sao chứ? Yên tâm, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, sẽ không có ngày đó đâu. Tiểu thư từ từ thôi. Ừ. Muội chưa ngủ sao? Huynh cũng vậy sao? À... Còn nhớ đêm trước khi muội chấp nhận trị liệu của Công Tôn tiên sinh cũng là cảnh này. Huynh cũng không ngủ được. Vì lúc đó huynh lo lắng mà. Bây giờ bệnh của muội đã được trị khỏi, tại sao huynh không ngủ được?
Muội biết trong lòng huynh nhất định có chuyện. Ban ngày muội không kịp hỏi, bây giờ huynh nói cho muội biết đi. Huynh đừng lo lắng, không có chuyện gì làm khó chúng ta được đâu. Ngay cả bệnh nan y của muội cũng trị khỏi mà, còn chuyện gì mà không giải quyết được chứ. Huynh sẽ nói cho muội biết, nhưng không phải bây giờ. Huynh có thể tạm thời không nói không? Dĩ nhiên là được. Nhưng trước lúc đó, huynh muốn muội hứa với huynh một điều. Hình như muội nhớ muội cũng đã nói với huynh như vậy. Muội có nói? Được, bây giờ câu trả lời của muội cũng giống như huynh. Muội sẽ hứa mọi chuyện với huynh. Huynh chỉ có một điều thôi. Được, huynh nói đi. Hãy nghe lời huynh, về nhà tịnh dưỡng đi. Muội đừng hiểu lầm, huynh không phải muốn đuổi muội đâu. À, không sao cả, muội biết huynh có nguyên nhân mà. Nếu muội còn tiếp tục ở lại đây, bao đại nhân sẽ kêu huynh ở lại bên muội. Nếu như vậy, huynh không thể làm việc cho bao đại nhân được. Muội biết, thật ra muội cũng không muốn vì muội ảnh hưởng đến việc công của bao đại nhân, cũng không muốn trở thành gánh nặng của huynh. Muội cứ yên tâm, huynh sẽ tới thăm muội mỗi ngày. Huynh đừng lo cho muội. Thật ra muội cũng muốn về nhà lâu rồi. Ở lại đây lâu làm phiền bao đại nhân đúng là không nên. À, Tiểu Điệp, lời nói của muội là thật lòng. Thật ra dù muội có về nhà, huynh cũng có thể đến thăm muội, muội cũng có thể đến đây thăm huynh mà. Không được, muội không được quá mệt mỏi, huynh tới thăm muội là được rồi. Chỉ cần huynh không lỡ công việc là được rồi. Như vậy đi, tới hỏi Công Tôn tiên sinh, nghe ý kiến của ông ấy. Ừ. Hả? Thẩm cô nương muốn về sao? Ừ. Nếu Công Tôn tiên sinh thấy không có vấn đề, tiểu nữ muốn sáng mai về nhà tịnh dưỡng. Nếu kể đến bệnh tình, về nhà tịnh dưỡng sẽ tốt hơn. Dù sao dịch quán đơn sơ, không được thuận tiện như ở trong phủ. Hơn nữa lại có nhiều người, Lục Châu cô nương cũng không cần phải làm nhiều việc như vậy. Ý của tiên sinh là tiểu nữ có thể về sao? Đúng vậy. Còn về chuyện uống thuốc, tại hạ sẽ căn dặn Lục Châu cô nương. Mấy hôm sau, tại hạ sẽ đến phủ xem xét tình hình của cô nương là được rồi. Đa tạ Công Tôn tiên sinh. Lục Châu, cô nương nên nhớ, tiểu thư không thể quá mệt mỏi. Nếu như có tình hình đặc biệt, lập tức đến báo cho ta biết. Công Tôn tiên sinh yên tâm. Tiểu nữ tin rằng nếu Triển công tử có thể đến thăm tiểu thư mỗi ngày, sức khỏe của tiểu thư nhất định sẽ hồi phục rất nhanh. Ừ, Triển công tử. Muội yên tâm, huynh sẽ tới thăm muội mỗi ngày. Ừ. Thẩm cô nương muốn về nhà sao? Đúng vậy, sáng sớm mai sẽ về. Triển hộ vệ sẽ đích thân đưa cô ấy về. Học trò đã nói với cô ấy rồi, đại nhân đang bận công vụ, cho nên cô ấy không đến đây từ biệt. Ừ, cũng tốt. Thẩm cô nương là một cô gái vô tội, bốn phủ cũng không biết nên đối mặt thế nào. Theo học trò nhận xét, Thẩm cô nương rời khỏi dịch quán vào lúc này, có lẽ là ý của Triển hộ vệ.
Không sai, chỉ cần Thẩm cô nương ở bên cạnh, hắn sẽ rất khó quyết định. Công tôn tiên sinh, mấy ngày qua đã làm phiền rồi. Thẩm điệp đa tạ tiên sinh. Thẩm cô nương không cần đa tạ. Có thể trị khỏi bệnh của cô nương là thu hoạch lớn nhất của tại hạ. Người nên đa tạ là tại hạ mới đúng. Công tôn tiên sinh khách sáo quá rồi. Lục Châu. Công tôn tiên sinh, đừng quên lời dặn của ta. Bất kể là thay thuốc, sắc thuốc, uống thuốc đều không được làm sai, nhớ chưa? Lục Châu nhớ rồi, công tôn tiên sinh hãy yên tâm. Vậy thì tốt. Đi kiệu phải chậm một chút, đừng ảnh hưởng đến tiểu thư. Dạ. Làm phiền công tôn tiên sinh, thay mặt tiểu điệp cảm ơn bao đại nhân. Yên tâm, tại hạ biết rồi. Cô nương mau về nghỉ ngơi đi. Công tôn tiên sinh, phiền tiên sinh nhắn với đại nhân, thuộc hạ sẽ về ngay. Đi thôi. Tướng quân, chuyện gì mà hốt hoảng vậy? Tiểu thư về rồi. Cái gì? Là Triển Chiêu đưa về đó. Hiện giờ đang đợi tướng quân ở ngoài đại sảnh. Triển hồi vệ. Thẩm chỉ huy, mời ngồi. Mời. À, tiểu điệp đâu? Muội ấy hơi mệt, Lục Châu đang hầu hạ muội ấy nghỉ ngơi. Tiểu điệp bỗng nhiên về đây, tại sao trước đó không báo trước một tiếng? Giờ chó quyết định thôi. Không lẽ bao đại nhân định rời khỏi Thương Châu à? Chưa đâu. À, vậy nhất định là tiểu điệp muốn trở về đây rồi. Không, là tại hạ muốn vậy. Ủa, sao lại như vậy? Trong phủ thoải mái hơn dịch quán, đối với tiểu điệp cũng tốt hơn. Hơn nữa, tại hạ còn phải làm việc cho bao đại nhân, không thể chăm sóc muội ấy được. Ừ, đúng là về đây sẽ tốt hơn, và lại không lỡ mất việc công của hầu vệ. Không thể nói là lỡ việc, nhưng đúng là tại hạ phải phân tâm. Vậy thì chứng tỏ hầu vệ thực sự quan tâm đến tiểu điệp rồi. Mong thẩm chỉ huy đừng trách tội. À, sao lại như vậy? Hồi vậy còn đến thăm mùi ấy mà. Tại hạ hứa với tiểu điệp rồi, thăm mùi ấy mỗi ngày. Vậy thì tốt. À đúng rồi, bao đại nhân muốn hồi vậy điều tra vụ án nào? Vẫn là vụ án Dương Bưu Dương Báo thôi. Hai người họ là chỉ huy ta hữu vệ doanh, mã quân Thương Châu chúng ta. À, nếu bây giờ đang điều tra vụ án này, ta cũng không tiện hỏi thêm. Thẩm chỉ huy yên tâm, bao đại nhân sẽ xử lý theo chuyện công. Vậy án tình tiến triển thuận lợi không? Gần đây tại hạ luôn ở bên cạnh tiểu điệp, tại hạ cũng không rõ lắm. Bây giờ hộ vệ đang điều tra, nếu như có điều gì cần đến cứ việc tới tìm ta, mã quân Thương Châu chúng ta sẽ phối hợp hộ vệ hết mình. Đa tạ thẩm chỉ huy. Nè, ngoài chuyện tới đây thăm tiểu điệp,
cũng phải dành thời gian đến trại ngựa thăm Bạch Long. Nó rất tinh khôn, hộ vệ nên tiếp xúc nhiều hơn. Đừng quên đó, nó là của hậu môn của Thẩm gia chúng tôi đó. Quỳnh ấy về rồi hả? Dạ về rồi, công tử còn đợi tướng quân hồi phủ trò chuyện nửa ngày trời mới về đó. Họ nói gì với nhau vậy? Làm sao muội biết? Tướng quân không bao giờ cho muội ở lại đại sảnh, muội cũng không dám chọc giận tướng quân nữa. Lục Châu. À, tướng quân. Đừng ở trước mặt tiểu điệp nếu ta hung dữ đến vậy. Muội muội ta sẽ trách ta đó, có biết chưa? Dạ, tướng quân. Ca ca. Tiểu điệp. Muội nói thật cho huynh biết, muội về nhà lần này là ý kiến của muội hay là ý kiến Triển Hồ vậy? Là ý kiến của hai bọn muội. Được lắm, bây giờ đã trở thành bọn muội rồi sao? Còn vị ca ca này gạt qua một bên rồi sao? Ừ? Ca, huynh đừng cười muội nữa. Về nhà thì tốt, ở đây có thể tình dưỡng tốt hơn, hắn có thể giúp bao đại nhân điều tra. Còn huynh, huynh có thể gặp mùi mùi yêu dấu mỗi ngày, ai cũng vui mà. Ca ca, bao đại nhân muốn huynh ấy điều tra vụ án nào vậy? Làm sao huynh có thể hỏi hắn? Cho dù là vụ án nào đều không liên quan tới chúng ta đâu. Ừ, mùi mong huynh ấy làm hết sức mình, tốt nhất huynh ấy có thể giúp bao đại nhân phá án thuận lợi. Triển hộ vệ suy nghĩ kỹ chưa? Dạ. Hộ vệ quyết định thế nào? Đại nhân, xin cho Triển Chiêu tham gia vụ này. Thuộc hạ đưa tiểu điệp về nhà chính là vì không muốn cô ấy ở đây ảnh hưởng tới công chính và khách quan trong chuyện điều tra của thuộc hạ đâu. Nhưng xa xôi như vậy, hộ vệ với tiểu điệp cô nương e rằng... Nếu Thẩm Nhượng thật sự có tội, tới lúc đó cô ấy rất cần sự quan tâm và an ủi. Thuộc hạ sẽ cùng đối mặt với cô ấy, bất kể cô ấy có trách thuộc hạ hay không. Triển hộ vệ. Tất nhiên. Thuộc hạ mong kết quả điều tra có thể chứng minh Thẩm Nhượng vô tội. Hai kết quả đều có thể xảy ra, nhưng mà Triển hộ vệ phải có chuẩn bị trước. Bất kể kết quả ra sao, thuộc hạ cũng thản nhiên chấp nhận. Được, nếu Triển hộ vệ đã có chuẩn bị trước. Đại nhân. Không, bổn phủ không đồng ý. Ờ. Đại nhân, bổn phủ xử án cả đời, đều không muốn nhìn thấy nhất chính là mâu thuẫn giữa công với tư. Cho dù có thể làm được cái gọi là đại nghĩa diệt thân, tuy là được người ta ca ngợi, nhưng trên thực tế lại rất tàn nhẫn. Giằng co trong mâu thuẫn, công ly chính nghĩa vì tình cảm nhân tính. Kết quả đấu tranh, người bị tổn thương nặng nhất thường là bản thân người chấp pháp. Xưa nay đại nhân được người đời ca tụng là thiết diện vô tư, tại sao đại nhân làm được, Triển Chiêu lại không làm được chứ? Tại vì Triển hộ vệ không cần phải làm như vậy. Nếu là vì điều sai trái trầm trọng, Triển Chiêu cần phải làm như vậy. Nhưng một khi có sự tham gia của hộ vệ thì, và trực tiếp tổn thương đến tính mạng của Thẩm Nhượng, như vậy rạn nứt giữa Triển hộ vệ và tiểu điệp e là không bao giờ bù đắp lại được. Về điểm này hộ vệ có nghĩ đến chưa?
Triển Chiêu xuất thân giang hồ, xưa nay đều kể đến thị phi trắng đen, thiện ác đúng sai. Đi theo đại nhân nhiều năm, những điều đại nhân đã dạy cho thuộc hạ luôn ghi nhớ. Trong những năm qua, thuộc hạ chưa từng vì tư mà quên công, hơn nữa luôn cảm thấy tự hào. Đại nhân, Triển Chiêu quyết định rồi, xin đại nhân thành toàn. Bất kể hậu quả ra sao, Triển Chiêu cũng sẽ gánh hết. Nếu hậu vệ đã kiên quyết như vậy, bổn phủ không miễn cưỡng nữa. Được, hậu vệ có thể tham gia điều tra. Đa tạ đại nhân. Tướng quân võ công cái thế, dù tiếng không thể địch lại. Lên người đánh tiếp. Dạ. Chà. Dạ. Dạ. Tướng quân, thật ra ta định mượn chuyện thăm Tiểu Điệp đến dịch quán để quan sát động tĩnh. Bây giờ Tiểu Điệp đã hồi phủ rồi, người hãy nghe ngóng nhiều hơn, người hiểu chưa? Dạ, Vũ Tiến sẽ chú ý nhiều hơn. Ừ. Ở trại ngựa ngoài con Bạch Long ra, những con ngựa khác đều có thể nói là ngựa bình thường, chưa từng nhìn thấy con nào là thần câu ngựa quý. Tin đồn từ Dương Bu và Dương Báo và chợ ngựa có nhầm lẫn không? Những con ngựa khác có thể hắn đã giấu ở chỗ khác rồi. Rất có khả năng. Nhưng tại sao hắn không giấu cả con Bạch Long? Đó là vì hắn muốn tặng Bạch Long cho hộ vệ, thậm chí muốn lợi dụng hộ vệ làm chứng. Hắn chỉ có con Bạch Long là ngựa quý, hơn nữa còn sở hữu hợp pháp. Triển hộ vệ. Công tôn tiên sinh không cần kiên kỵ, nếu không không thể nào thảo luận án tình. Công tôn tiên sinh lo lắng quá nhiều. Bổn phủ tin rằng cho dù Thẩm Nhuận có liên quan, cũng không lấy đại sự trọn đời của Thẩm cô nương ra để đùa. Hai chuyện không có liên quan. Dạ, học trò lỡ lời rồi. Nhưng mà dù sao đó cũng chỉ là lời nói của Thẩm Nhượng, chúng ta vẫn phải tiến hành chứng thực. Thật ra vị Dương gia đã tặng Bạch Long là ai, có phải đúng là vị Dương gia đó tặng không, đều phải điều tra. Đại nhân, để thuộc hạ hỏi hắn. Không được. Chỉ cần hỏi hắn sẽ khiến hắn có sự cảnh giác. Có phải hắn đã nói Bạch Long là đời sau của Thiên Lý Truy Phong Bạch Long câu năm xưa Thượng Sơn Triệu Tử Long đã cưỡi không? Không sai, đúng là Thẩm Nhượng đã nói như vậy. Nếu là như vậy, học trò trong một cuốn sách chuyên ghi chép những câu chuyện về ngựa quý từng đọc, Bạch Long câu có nhiều đời sau, cuối cùng rơi vào tay hoàng thất hậu Chu Tiền Triều. Sài Dương gia. Sài Dương gia nào vậy? Thái Tổ Hoàng đế sau khi hoàng bào gia thân binh biến ở Trần Kiều, hậu Chu Hoàng đế thoái vị xưng thần, Thái Tổ Hoàng đế ban Sài gia họ đời đời được phong vương. Vị Dương gia bây giờ là cô nương đời thứ hai. Một phần di vật hoàng thất Sài gia được phép lưu giữ. Con ngựa Bạch Long này chẳng lẽ nằm trong số đó? Nói như vậy,
Thẩm Nhượng nói thật rồi. Không, cần phải chứng thực có phải là Xài Dương gia tặng không. Đại nhân với Xài Dương gia có quan hệ mật thiết, chỉ cần đại nhân viết một lá thư khoái mã chuyển tới, chắc là không lâu sau sẽ có câu trả lời. Không sai. Đại nhân, nếu như có thể chứng minh Bạch Long đúng là Xài Dương gia ban tặng thì sao? Nếu là như vậy thì phải tiến hành điều tra số ngựa quý còn lại được giấu ở đâu, hay là điều tra chứng cứ khác mới có thể chứng minh tội lỗi của Thẩm Nhượng. Không lý nào. Bao đại nhân, số ngựa quý đó thật sự ở trong trại ngựa mà. Nhưng mà theo bổ phủ được biết, ở trong trại ngựa ngoài con ngựa Bạch Long ra, số còn lại đều là ngựa bình thường. Bao đại nhân, chúng tôi đã tới trại ngựa rất nhiều lần, không có nhìn lầm đâu. Là Thẩm Chỉ Huy, nhất định là Thẩm Chỉ Huy đã giấu số ngựa rồi. Vậy thì hắn giấu chúng ở đâu? Điều này thì thuộc hạ không biết. Nhưng mà Thẩm Chỉ Huy này xưa nay đều rất thích ngựa, số ngựa đó nhất định có ở Thương Châu, ông ấy không nỡ tặng cho ai đâu. Thương Châu rộng lớn như vậy, biết đi đâu mà tìm. Đại nhân à, có một người nhất định sẽ biết. Hắn là ai, người hãy nói đi. Vũ Tiến. Thẩm Chỉ Huy rất tin tưởng hắn, bất cứ chuyện gì cũng giao cho hắn hết. Vũ Tiến này thật ra có xuất thân như thế nào? Hồi báo đại nhân, Vũ Tiến là 3 năm trước cùng đến Thương Châu với Thẩm Chỉ Huy. Thẩm Chỉ Huy còn bổ nhiệm hắn vào vị trí phó tướng đang trống ở trong quân ngũ. Thực ra hắn chỉ làm việc cho Thẩm Chỉ Huy, không hề xen vào vụ công trong quân ngũ. Cho nên Thẩm Nhượng đã giao hết chuyện của mình cho hắn sao? Không những là chuyện của mình, ngay cả buôn ngựa cũng là do Vũ Tiến phụ trách liên hệ. Nhưng sao Vũ Tiến lại có quan hệ với bọn buôn ngựa đó chứ? Nghe nói Vũ Tiến vốn là một tên mã tặc. Ngựa dùng trong chuyện cướp của thường phải thay đổi, chính là bọn buôn ngựa tìm về cho hắn. Thẩm Nhượng là chỉ huy mã quân, sao lại đưa một tên mã tặc về quân doanh như vậy? Nghe nói Thẩm Chỉ Huy từng phụng lệnh tiêu diệt mã tặc sau khi bắt được Vũ Tiến, nhưng không trình báo sử trảm. Từ đó về sau hắn đã đi theo Thẩm Chỉ Huy. Chuyện này chắc là họ không nói với người ngoài, nhưng sao ngươi lại biết được? Hồi báo đại nhân, thuộc hạ đã ở quân mã 10 năm, với bọn buôn ngựa đó cũng đã quen biết nhiều, là họ cho thuộc hạ biết. Ngươi hãy nói rõ họ tên và chỗ ở của bọn buôn ngựa đó, bổ phủ sẽ điều tra rõ. Dạ. Tiểu thư, Triển công tử đến rồi sao? Tiểu thư, hồi chiều chúng ta mới về, Triển công tử sao lại đến nhanh như vậy được? À, thì ra tiểu thư đã trở nên như vậy thật rồi. Ta trở nên như thế nào? Nhìn trăng dưới nước, như mộng như si, hồn phách thất lạc, tinh thần điên đảo đó mà. Muội nói bậy gì vậy? Đây là thơ ca gì? Sao lại gộp chung với nhau? Muội đang nói tình hình của tiểu thư bây giờ đó. Ta không nói chuyện với muội nữa. Vừa rồi muội kêu ta để làm gì? Muội muốn nói vẫn là về đây thuận tiện hơn. Còn có người giúp đỡ trong lúc ở dịch quán, đúng là bận chết đi được. Trong những ngày qua giống như nằm mơ vậy. Tuy thời gian không dài lắm, nhưng lại có thay đổi rất lớn. Cho dù là có nằm mơ, cũng là mộng tốt, là mộng đẹp.
chỉ sợ sau khi tỉnh lại mọi thứ đều thay đổi. Không đâu tiểu thư, ông trời không đối xử tiểu thư tàn nhẫn như vậy đâu. Mong được như vậy. Có gì cứ nói. Hôm đó tướng quân tỷ thí với Triển Chiêu, ngươi muốn biết thắng thua như thế nào phải không? Dạ. Võ công của Triển Chiêu thật sự không tệ. Tuy bọn ta chỉ là quyền cước qua lại, đến điểm là dừng, nhưng có lẽ đôi bên không phân cao thấp. Nếu như tướng quân dùng đại đao thì sao? Vậy thì khác rồi. Binh khí của ta là đại đao, đường đao bá khí, thích hợp giao chiến trên lưng ngựa. Binh khí của hắn là kiếm, đường kiếm nhẹ nhàng, thích hợp cự ly gần. Sao vậy? Ngươi muốn tỉ thí với hắn à? Dạ. Không biết thanh đao của Vũ Tiến, trường đao của ngươi dùng cả trên ngựa, ở cự ly gần cũng không phải là dài lắm. Trên ngựa không đủ bá khí, cự ly gần không nhẹ nhàng, ngươi không phải là đối thủ của hắn đâu. Đại nhân, nếu Vũ Tiến đã tham gia nhiều chuyện của Thẩm Nhượng, sao không điều tra từ hắn? Biết đâu có thể tìm được chứng cứ chúng ta đang cần. Không. Hắn từ một tên mã tặc, được đi theo Thẩm Nhượng. Giữa hai người, nhất định có quan hệ người khác không biết. Chỉ sợ không điều tra được, trái lại còn bứt dây động rừng. Đợi sau khi nhận được thư hàm của Xài Dương gia rồi hãy tính. Đại nhân, Trương Long Triệu Hổ đưa thư hàm của đại nhân, khoảng lúc nào sẽ quay về? Phủ đệ của Xà Dương gia ở Thanh Châu, cách nơi này khoảng 200 mấy dặm, vừa đi vừa về. Ngày mai giờ này chắc là về đến nơi. Chuyện liên quan đến ngựa quý danh câu hiện vẫn còn đang điều tra. Trước lúc đó có thể điều sổ sách mã quân đến xem xét lại, từ đó điều tra ra trong lúc thay đổi ngựa chiến, Thẩm Nhượng có lợi ích phi pháp gì trong đó hay không? Nếu đại nhân muốn xem xét sổ sách mã quân, không phải Thẩm Nhượng sẽ có sự đề phòng sao? Công tôn tiên sinh có tài xem qua không quên. Nếu chỉ xem ở ngay hiện trường, không đem về dịch quan, chắc là chưa đến mức bị nghi ngờ. Công tôn tiên sinh, có học trò, kêu Lý Toàn thông báo Thẩm Nhượng đến trong nhà gặp bổn phủ vào ngày mai. Dạ. Đại nhân, thuộc hạ cần phải làm gì? Hộ vệ. Hay là hộ vệ đến thăm Thẩm cô nương đi. Đại nhân, ngày nào thuộc hạ cũng điều tra vụ án của Thẩm Nhượng, nếu như còn đối mặt với tiểu điệp, đúng là có chút khó xử. Có thể cho thuộc hạ tránh mặt một thời gian không? Bổn phủ hiểu điều khó xử trong lòng của hộ vệ, nhưng nếu không làm như vậy, e rằng sẽ làm cho Thẩm Nhượng nghi ngờ. Như vậy làm sao Triển hộ vệ có thể tập trung vào chuyện điều tra? Tuy cách làm này hơi tàn nhẫn, nhưng mà vẫn phải làm như vậy. Thuộc hạ biết làm sao rồi. Thank you.
Triển hồ vệ. Thẩm chỉ huy, Bao đại nhân đã lệnh cho Lý Toàn Lý đại nhân thông báo tại hạ đến phủ nha rồi. Sao hồ vệ còn tới đây vậy? Tại hạ đến thăm tiểu điệp. Lát nữa tại hạ muốn đến trại ngựa thăm Bạch Long. Phiền Vũ Tiến dẫn đường nữa đó. Tất nhiên rồi. Vũ Tiến. Dạ. Ngươi lại trong phủ đợi lệnh nha. Dạ. Có biết Bao đại nhân truyền tại hạ đến châu nha vì chuyện gì không? Có lẽ cũng là chuyện lưu giữ quân lương của Dương Bưu Dương Báo thôi. Xấu hổ thật. Quản lý không nghiêm, để cho Bao đại nhân phải bận tâm. Thẩm chỉ huy tuy là có lỗi sai sót, nhưng người phạm lỗi là Dương Bưu và Dương Báo mà. Chắc Bao đại nhân chỉ trách phạt Thẩm chỉ huy một chút thôi. Vậy thì vụ án Tôn Cường điều tra tới đâu rồi? Theo suy đoán của Bao đại nhân, có lẽ hai người họ sai khiến người khác. Còn về nội dung trong án tình, thứ lỗi tại hạ không thể nói thêm. Tất nhiên, tại hạ hỏi hơi nhiều rồi. Người đâu, đưa Triển hồi về đến gặp tiểu thư. Dạ. Ừ. Mời. Tướng quân, Bao đại nhân thật sự tin vụ án Tôn Cường là hành vi của Dương Bưu Dương Báo, chưa hề nghi ngờ gì sao? Khó nói lắm. Nhưng mà ngươi đừng lo lắng, ông ấy không điều tra được gì đâu. Hai hôm nay đại nhân đến châu nhà mấy lần, xét hỏi Dương Bưu Dương Báo rồi. Bây giờ còn trừ tướng quân qua đó hỏi chuyện. Vũ Tiến sợ. Yên tâm, ta biết ứng phó thế nào mà. Mời Triển công tử dùng trà. Cảm ơn. Tiểu thư, muội đi lấy thêm nước nha. Tiểu thư và Triển công tử có thể tâm sự với nhau rồi. Muội đó, mau đi đi. Muội vẫn khỏe chứ? Hôm qua muội mới về đến. Muội tệ lắm hả? Huynh đang quan tâm muội mà. Muội không sao. Huynh không phải đang giúp Bao đại nhân điều tra sao? Sao có thời gian qua đây vậy? Bao đại nhân đến châu nha rồi. Bao đại nhân cũng đến châu nha sao? Vậy ca ca đến châu nha gặp ông ấy hả? Ừ. Bao đại nhân truyền ca ca đến làm gì? Bao đại nhân là phủ doãn khai phong, Trương Châu thuộc quản lý của ông ấy. Truyền ca ca muội đến chẳng qua là công vụ thường lệ bình thường thôi. Làm muội sợ quá. Muội cứ tưởng vụ án Bao đại nhân đang điều tra liên quan đến ca ca muội, là muội lo quá. Được rồi, huynh đi đây. Huynh mới đến thì muốn đi sao? Huynh hứa với ca ca muội rồi, dành thời gian tới thăm Bạch Long. Vũ Tiến đang đợi huynh. Ừ, huynh nên thường xuyên đến thăm Bạch Long, nó có linh tính lắm. Muội cũng thường tới trại ngựa sao? Không thường lắm, muội chỉ dám cưỡi con Bạch Long thôi. Hình như nó hiểu muội lắm, mỗi bước đều đi rất vững vàng. Được rồi, để Vũ Tiến đợi lâu không hay đâu. Ừ, tuy huynh biết võ công, nhưng cưỡi ngựa phải cẩn thận đó. Tiểu đệ bà, yên tâm đi, tài cưỡi ngựa của huynh không thua kém ca ca muội đâu. Ừ. Nè tiểu thư, sao Triển công tử lại đi rồi? Huynh ấy đi thăm Bạch Long rồi. À, muội biết rồi, thì ra cô gia đi kiểm tra của hồi môn. Muội thiệt là.这
Hi. Đúng là một con ngựa tốt. Đây là con ngựa tướng quân yêu thích nhất đó. Những con khác thì sao? Tướng quân thích ngựa. Mỗi một con đều là bảo bối của ông ấy. À. Những con này đều là ngựa tốt, nhưng so với Bạch Long thì kém xa lắm. Lương câu ngựa tốt sao có nhiều được? Không sai. Có thể gặp được một con là may mắn lắm rồi. Nghe tướng quân nói võ công của các hạ rất cao. Đó là Thẩm Chỉ Huy đề cao tại hạ thôi. Võ công của tướng quân cũng cao lắm. Tại hạ từng là thủ hạ bài tướng của ông ấy. Vậy sao? Nghe tướng quân nói các hạ với ông ấy ngang tài ngang sức. Chẳng qua là so tài bằng quyền cước, đến điểm thì dừng mà. Nếu dùng binh khí thì sao chứ? Chưa từng giao đấu, khó nói lắm. Tướng quân sử dụng trường đao binh khí dài, nếu ở trên lưng ngựa, các hạ nhất định không phải đối thủ của ông ấy. Tại hạ với Thẩm Chỉ Huy e rằng không có cơ hội dùng binh khí so tài đâu. Triệu Hồ Vệ, tại hạ muốn dùng binh khí so tài với các hạ. Hôm nay tại hạ tới đây là thăm tiểu thư các hạ, nên không đem theo binh khí. Tại hạ không dùng đâu. Đó là của tại hạ. Tại hạ không muốn so tài. Chỉ là so tài chứng minh võ nghệ thôi mà. Các hạ nhận thấy tại hạ không xứng so tài với các hạ sao? Không phải không xứng, mà là không cần. Nếu các hạ còn từ chối, tức là xem thường tại hạ. Tại hạ chỉ muốn so tài thôi, không phải liều mạng với các hạ. Được rồi. Mặt tướng tham kiến Bao đại nhân. Thẩm Chỉ Huy miễn lễ. Tạ Bao đại nhân. Thẩm Chỉ Huy có biết bố phủ truyền chỉ huy đến đây là vì chuyện gì không? Mặt tướng không biết. Dương Bưu Dương Bao có liên can trong vụ án Tôn Cường vẫn chưa kết án. Bây giờ sổ sách quân lương mà họ đưa ra sau khi xem xét đều là ngụy tạo. Có chuyện này sao? Mặt tướng sơ xuất, xin Bao đại nhân tha tội. Sau khi vụ án này kết thúc, bộ phủ đem tội quản lý cấp dưới không nghiêm của chỉ huy phán xét một lượt. Dạ, mặt tướng chờ nhận trừng phạt. Bộ phủ quản lý Khai Phong, Thương Châu thuộc quản lý của Khai Phong. Bộ phủ có chức trách, không thể không truy cứu đến cùng. Nếu Dương Bưu Dương Bao đã làm sổ sách giả, các doanh trại khác sao có thể không điều tra? Dạ, mặt tướng sẽ đưa hết sổ sách các doanh trại đến dịch quán để Bao đại nhân xem xét. Còn không những là sổ sách, danh sách quân tịch, văn thư qua lại đều phải xem xét để tránh còn có gian lận khác. Nhưng số lượng nhiều lắm, đưa đến dịch quán e rằng không tiện. Xin Bao đại nhân minh giám. Không cần đưa đến đây, Công Tôn tiên sinh sẽ thay bổ phủ đến các doanh trại để xem xét. Dạ, mặt tướng sẽ phối hợp hết mình. Doanh trại Mã Quân nào gần đây nhất? Hồi Bao đại nhân là Tả Vệ Doanh. Tả Vệ Doanh đã có sai sót trầm trọng, không phải là xét mà là phải xử. Đến lúc kết án Dương Bao sẽ xử lý một lượt. Dạ, sau đó chính là quân bộ Mã Quân. Quân bộ Mã Quân là do Thẩm Chỉ Huy đích thân quản lý, còn phải xem xét sao?
Mặt tướng khẳng định mình không có sai sót gì, thản nhiên chấp nhận. Được, chờ điều tra rõ rồi hãy tin. Kiếm pháp hay lắm, tại hạ xin bái phục. Trường đao của các hạ không phải là binh khí thường gặp. Trên lưng ngựa hoặc bộ binh đều sử dụng được. Nói không sai. Hèn gì tướng quân khen võ công của các hạ không hết lời. Người có thể tiếp chiêu của các hạ không nhiều lắm. Chỉ có tướng quân với các hạ thôi. Tại hạ đã so tài với Dương Báo, võ công của các hạ cao hơn hắn nhiều. Nhưng tại hạ có điều không hiểu, hắn là chỉ huy tả vệ doanh, còn các hạ chỉ là một phó tướng. Chức vụ phó tướng này chỉ là tiền diện giúp đỡ tướng quân trong quân đội thôi. Với tại hạ mà nói, không có ý nghĩa gì cả.就好，自己快乐满意就好，自己快乐满意就好。